Ok nhá, ok anh em, bây giờ mình sẽ là giết, không phải ngại, không phải ngại tên nào cả. Đang có sức mạnh à? Thế giờ là như thế này nhá, là Hả? kèo PK không? PK Ôi, không? PK đùa chiều đấy. Nhìn nick này. Đã uống sức mạnh qua clip rồi. Không, PK kiểu là một nick phụ ấy, là một nick mới solo 3 hiệp chơi không? Kèo là gì nhỉ? Kèo là rủ cả tem đi đi đâu đấy? Đi ai đi trà sữa đi hay là kem sôi? Thế nào chơi Nghe không? nghe hợp lý đấy, được Hợp lý được. à? Ok. Nhưng mà phải tạo nick mới chứ. Tạo nick mới sẽ đấu 3 hiệp là trái đất là cùng đánh với trái đất, Namek cùng đánh với Namek, xảy ra cùng đánh với xảy ra. Chiến không? Chơi. Ok. Ok anh em nhá. Bây giờ mình sẽ chiến thôi. Anh em đợi mình xíu, mình vào lập chục cái nick phụ này để mà giết hắn nữa. Đó. Ê, quay lại đi. Ê. Đào hơi đào đấy. Còn đang không phải là thẻ này. Cứ mở cửa đi. Thảo ơi cho xin tí âm thanh này. Dạ. Dạ. Nó là cái này của thông tin rồi. Chị cha. Thế nào? Thế nhưng mà em vừa hỏi đấy. Ok chưa? Không, chưa chắc được. Không chắc được. Ok, mình sẽ tiếp tục sẽ PK với cả nhân lệ chuyến. Mình sẽ kèo trà sữa thứ. Với là lịch trắng, là lịch 5 lịch. Mình sẽ PK 5 lịch với 5 lịch. Vậy em bảo, vậy em có không, không mặc đồ nha, có mặc đồ không nha là đang sơ sinh nhá. Ok, để mình sẽ đeo cờ. Không, được bao nhiêu đấy? 2 thì từ từ. Tùy đấy. Mình thắng chắc rồi. Con này mình thắng chắc rồi. Quan động nữa. Gì? Vui rồi. Không chắc được, mình không chắc được. Lịch sơ sinh thì không chắc được. Lịch sơ sinh thì không chắc được. Ok, mình đã win 5 lệch với 5 lệch. Giờ mình sẽ chuyển sang C và 6. Xay ra với xay ra. Nào lên 4 triệu này. Chị ạ. 4 triệu tí. Ok. Cố lên nhé mẹ đưa. Xay ra và xay ra, cố bao nhiêu vậy? Chưa có khu. Mình win chắc rồi. Cái con này mình thắng chắc rồi, mình thắng một ván rồi. Học sẽ khu bao nhiêu rồi? Khu bao nhiêu đấy? Không cho khu thì sao rồi khu? Mẹ sao mày đi được mãi? Khu mấy á? U 14 á? 11 à? Mình vào U 11. 11 mình vào 14 đấy. Chờ tí nhá, nhầm cu rồi. Nhầm cu mới đâu rồi.
Ok, sẽ sang khu 11. Đâu rồi? Đâu rồi? Quên mất là không chát được. Nhận mình biết chết rồi. Bởi vì ta đeo tờ rồi chết. Tốt kéo người đấy. Chém luôn. Đúng rồi, chết rồi. Bởi vì ta đeo cờ rồi chết rồi. Cũng mà muốn ấy. Ok. Chết cả hai. Chết cả hai. Chết cả hai. Hồi sinh, hồi sinh, hồi sinh nhá. Hồi sinh. Chậm, xoay ra, phải xoay ra. Hồi sinh. Ok. Sao không chém lại, không hiện gì cả. Mình chém chẳng hiện gì cả. Trừ máu đã thấy chả hết đi rồi. Trận này mình quy chắc rồi. Win. Ai phải chữa. Ok, mình sẽ qua tiếp tục qua trái đất với trái đất, xe và lam. Mình win 2 trận rồi. Win 2 trận coi như là thắng rồi, gì nữa. Cái gì? Sao chưa kịp đánh? Ai là cái màu xinh mà lúc nào chưa kịp đánh như thế nào? Ờ, xe vào 6 nha. Lại, xe ra thì xe ra đi. Ông mà khi chưa kịp đánh mới sợ nha. Rõ ràng hai là màu xinh cùng một lúc thêm mà gây chưa kịp đánh. Khu bao nhiêu? Ok ok chậm tí. Khu 11 thì sẽ có khu 11. Chưa chuyển được. Đâu rồi? Rồi đeo cờ nhá. Đứng xa xa ra. Đứng xa xa ra. Ok. Vào đi. Vào. Ờ nhưng mà này phải nhìn quá. Các bé xin mọi người. Các bé thắng lại rồi, lại win một trận rồi. Ok, mình sẽ qua di chuyển qua server 5 trái đất. À, server 5 trái đất với trái đất. Khu 11 nữa. Wow. Mẹ. Chưa bẩn thật đấy. Mình sẽ qua khu 11. Ván này mình win là phải chắc rồi. Mình không win đến lại. Trận ván trước là mình đã cho Nhật chơi lại. Mình thắng không thì mình đã thắng 2 kèo rồi. 2 kèo coi như thắng rồi đấy. Khu 11. Qua khu 11 chưa? Đâu rồi? Không nhận đâu rồi? Vẫn đang bình luận cái gì kia ở đâu rồi? Chưa thấy đâu. Ông này câu tờ gọi thật đấy. Kia ở đâu rồi? Chưa thấy đâu. Ông này câu tờ gọi thật đấy. Rồi 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 rồi.
leo cờ lên đi. Leo cờ xúc vuông nhá. Leo cờ là xúc vuông, mình chỉ cần biết leo cờ là xúc vuông. Cho nên là mình thắng cái chắc rồi. Sao mình này không mất máu này? Win. Rồi phải ngả win rồi nhá. Bà lấy suku ở đâu ra không biết đấy. Bà lấy suku. Bà lấy suku. Ồ xin phan nó đi. Tôi win rồi nhá, không biết đâu tôi win rồi. Mày hi hi à? À chạy rồi. Nó lúc mới là vào giết thằng Nhật. Rank Nhật được một phát, Nhật chết. Không biết tụi Rank Nhật chết rồi mà. Nhưng mà tôi thắng chắc rồi, máu tôi vượt cứng này tôi mà. Nhật thua là chắc rồi. Và Nhật là kèo này, Nhật sẽ 3 chào sữa. Ok, cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên. À nó là thằng này nó đây, nó bị cay mình à. Lao ghê. Đây rồi, đây rồi, đây Suku ở đây, bót. Ăn đậu. Cậu kiến nó lên. Vế. Bắt đầu sinh à? Bắt đầu sinh à? Bắt đầu sinh à? Bắt đầu sinh à? Bắt đầu sinh. Nào. Anh em nó xuất hiện rồi. Bà lấy Suku à? Bà lấy Suku. Phan là bà lấy Suku nha. Giờ nó không đánh được đâu. Ta là bật lấy Suku đi rồi. Ta là bật lấy Suku đi em mình. Phải mất dạy làm cái lén. Bắt đầu nó chui ra đấy nhỉ. Bắt đầu nó Suku được rồi nào. Má là anh lén. Sư là bật lấy Suku được thằng nào. Nó tự nhiên vào thì nó có. Tự phá đám này. Ăn đậu. Có lại đánh khỏe mãi chưa? Tôi chạy đấy, về ăn đậu á. Ok các bạn, tôi sẽ đánh lại trận trái đất. Vì trận trái đất bị của thằng phá. Nên là chúng ta sẽ phải chơi lại trận trái đất. Ok, nào 5 3 2 1 Dô diện ló xem ai thắng. Win chưa Win chỉ thật đi đấy nhá. Ông một con gì, ông con chibi gì kìa, ông một con chibi nhá. Chắc là mình win rồi, mình win một trận Nam Lake và một trận trái đất và trận xảy ra mình thua. Trận xảy ra cũng chơi lại nhưng mà Nhật thắng vì trận đó có người phá. Trận trái đất này thì cũng có một người phá thì mình đã đánh lại. Và trận này mình đã thắng mà mình còn 9 HP và Nhật đã đang. Ok, và Nhật đã có con chibi nhá, mình vẫn nỗ là con chibi kia, không biết là vẫn đi tăng cái gì. Và trận này mình thắng rồi, Nhật sẽ phải bao trả sữa cho anh em. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem. Nếu thấy video hay để lại một like và một subscribe channel. Và đừng quên comment ý kiến phía dưới. Bye.